Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Hôm nay là Linh đang có mặt tại ấp 2 xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ông bà cô chú các bạn. Thì bữa nay là Linh thay mặt chị Cẩm Duyên ở bên Mỹ, Linh quay lại thăm trường hợp của em Trang. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn mình vô trong mình thăm lại em Trang hay ông bà cô chú. Thì trường hợp của em Trang là bữa Linh có ghé một lần rồi Linh quay lên á, thì bữa nay là được chị Duyên giúp đỡ, chị có nhờ Linh là ghé quay lại thăm bé. Dạ, con chào bà. Bữa nay bé khỏe không chị? Dạ. Hay nó có làm cái giá được. Bà lại hỏi chị là có đi khám mua thuốc cho bé không, thì cứ vài ngày là bé cứ sốt vậy đó. Dạ. Cứ 2-3 hôm là bé sốt, 2-3 hôm bé sốt. Dạ. Rồi cũng đi mua thuốc là bình thường á chị. Dạ. Dạ, bữa nay hôm bữa em tới em thăm gia đình mình á, em có quay trường hợp của bé lên á, thì có được chị Cẩm Duyên ở bên Mỹ á, chị có gửi cho gia đình mình một số tiền, nên là bữa nay em tới em trao số tiền của chị Cẩm Duyên gửi để thuốc thang cho bé hả chị. Giờ em thay mặt chị Cẩm Duyên em trao cho gia đình mình luôn ha. Dạ. Ở đây là chị Cẩm Duyên có gửi cho Linh là 200 đô. Chị nhờ trao cho bé Trang là 100 đô. Linh đổi được là 2.330.000. Linh cũng cảm ơn chị Cẩm Duyên. Giờ Linh sẽ thay mặt chị để Linh gửi cho mẹ bé. Cái này là chị Cẩm Duyên gửi cho mình để lo thuốc thang cho bé ha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn nha. Dạ rồi. Cảm ơn chị Cẩm Duyên ở bên Mỹ. Rồi cái này là bé mấy ngày là mình đi lãnh thuốc một lần chị? Đi mua thuốc vậy một lần tốn nhiêu tiền? Tốn cả Sakura lên đầu nó là 200. Dạ, mỗi lần đi mua thuốc là 200. Vậy mấy ngày là mình đi mua một lần chị? Có một tuần á. Dạ, một tuần là mua một lần. Bác sĩ nói bé hay sốt. Dạ. Này mình có đi lên thành phố rồi khám thử cho bé chứ chị? Trước thì có. Dạ. Mấy năm mà không đi lên thành phố lại? Như là anh nói là quân khai đi, là xuống dưới đi. À, tức là hồi trước thì cũng tầm 4 tháng tuổi là đi nhập viện liên tục rồi đó. Dạ. Tại vì bẩm sinh thì nhỏ. Bây giờ lớn là đỡ, chỉ có nhà uống thuốc cầm chừng vậy ha. Ừ. Dạ. Vậy là anh ở bệnh viện hành trị được? Mula nói anh em là qua số khoảng tiếp bắc khai là đem bên riêng tiếng cơ tại anh trang mừng vô là mà âm ơn rực lọc đi anh em đi cơ. À, này là bác sĩ là không có kêu là không khó trị, không trị được. Dạ. Yeah. Hôm rồi có nằm viện khoảng hơn tháng thì bác sĩ nói vậy nên cho về cầm chừng thôi. Dạ. Mà bây giờ rất thời gian, có lý cái kim nè. Gọi là sống thời gian á. Dạ. Dạ. Rồi được tới đâu thì tới. Rồi bé bình thường là uống sữa hay có ăn cơm được không chị? Bé ăn cháo với sữa. Ăn cháo với uống sữa thôi. Dạ. Chị là chỉ có một bé này thôi hả chị? Hai bé. À, bé trai hôm bữa bị gít cắn rồi có khỏe chưa chị? À. Năm nay học lớp mấy chị? Năm nay học có lớp 4 rồi. À. Học học ở gần ở ngoài Lộc An ha. Dạ, học hay trường hôm rồi mình phát quà. Dạ. Dạ vậy thôi em xin phép em đi ha. Dạ. Gắng lo cho bé thì mua thuốc mua thang rồi cho bé. Dạ. Dạ. Em cũng cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn chị Duyên ở bên Mỹ là đã gửi cho chị số tiền để lo thuốc thang, tại vì mẹ bé cũng nói rồi đó ông bà cô chú, giờ bệnh của bé là chỉ cầm chừng thôi. Rồi khi nào sốt thì cho uống thuốc vậy á. Dạ em xin phép chị em đi ha chị. Dạ. Bây giờ thì dạ. Rồi em cảm ơn chị. Nói bé biết dòm ha. Dạ. Cô đi nha. Bye bye. Dạ, bye bye. Ờ khóc hả chị? À sợ. Thôi cô xin lỗi cô đi. Dạ giờ Linh thay mặt chị Cẩm Duyên đi qua thăm anh tiếp theo không mà cô chú, cái anh ngồi xe lăn không mà cô chú, thì anh cũng ở cặp bên đây. Mấy bên đây có đi hái tiêu không bà? Rồi mà hết tiêu rồi. À hết mùa tiêu hả bà?
Rồi giờ giữ bé giùm vậy đó hả? Dạ. Bé này bao nhiêu tuổi bà? Một tuổi. 10 tháng tuổi. À 10 tháng là con của chị đó luôn ha, hay là con người khác? Con à. Dạ. Ừ, rồi bé này à, là con của ai cô? Con là sao hả cô? Cháu ngoại. Dạ cháu ngoại. Cháu nội. À cháu nội. Dạ vậy con xưa bà con đi. À, anh đó là nhà ở bên đây luôn hả anh? À, nhưng mà tại vì ảnh bị vậy rồi mình lỡ mình trao tiền ảnh đâu biết giữ đâu, anh có người thân nào giữ giùm không anh? Dạ có, để em hỏi qua. Dạ. Ở đây là mấy nhà là giống nhau, dân nít cũng nhiều ha anh. À, phải em biết em mua bánh kẹo lên. Bằng em bằng ai mà đấy? Bằng gia đình mà đấy. Đây ông bà cô chú, anh hôm bữa là Linh có quay nè. Cái xe ảnh cũng chắc chưa có sửa. Tại cái xe nó bị bể bánh rồi nên là đi nó lăn nó không được. Nằm gỗ ra ga đây. Mày gỗ lẹo ga hết đi. Ở đây là người thân của anh hả chị? Chị gái. Mua ra bên là mẹ mua rồi mà bên này dòng mua ra. Khá lấy cái bên này. Đây là chị của anh này. Dạ. Dạ hôm bữa em có tới em thăm anh á, cũng có chị ở bên Mỹ, chị tên Cẩm Viên á, chị có nhờ em mang số tiền tí gửi cho anh á chị. Nhưng mà chắc anh không biết giữ tiền, em nhờ chị giữ giùm ha. Không mấy mình lấy cái số tiền đó mình đi sửa cái xe cho anh, để anh đi, anh lắc nó làm cái bánh lại cho anh, để anh lắc đàng hoàng ha chị. Dạ chị Cẩm Viên cũng có gửi cho Linh thêm 100 đô quá là nhờ gửi cho anh. Anh này tên gì anh? Chào quý vị ạ. Anh tên Sương. Anh bao nhiêu tuổi chị? Ừ, hay không biết, có dây căn cước có. Dạ. Thì 100 đô cũng đổi được là 2.330.000 ông bà cô chú các bạn. Vậy em nhờ chị giữ giùm ha, không mấy là mau hay ông mẹ. À đây là mẹ hả? Nên mình làm đó. Nên cơm làm đó. Vậy thôi cho mẹ giữ giùm ha, đi dạ, sửa xe cho ảnh đi chứ ảnh đâu biết xài tiền đâu. Sửa xe anh không biết sửa xe ở đâu á. Ra ngoài đầu xã là chắc có chỗ sửa. Trời ơi, lúc trước đi sửa bên kia người ta nói là không có. Dạ. Yeah. Ừ, người ta nói là ở dưới Lục Ninh á. Dạ. Rồi xe này là người ta cho ảnh hay gì cô? Người ta cho à nè. Dạ. Cảm ơn. Rồi cô ở đây, cô ở nhà cô làm nghề gì? Cô nghề gì hết. Chăn bò cô nhà nước cho. Dạ, à, chăn bò. Dạ. Không làm gì hết. Dạ, vậy thôi mình giữ tiền này có sửa xe đồ cho anh sửa để dành mua gạo đồ ăn ha. Dạ. Cảm ơn mà đi. Cảm ơn ha. Dạ, cái này là của chị Cẩm Duy em mang tới giùm. Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn anh. Rồi. Rồi em về nha anh. Dạ, con thưa cô, con về. Chị em về. Anh nhận được tiền anh cũng biết, anh cũng vui á ông bà cô chú các bạn. Nói này con không biết cái gì hết. À. Lúc đó con bị bệnh á. Dạ, cô được mấy đứa con? Thì ba đứa, một đứa thì lần trước thì người ta lấy vợ ở bên Đồng Xoài. Dạ. Ba người. Còn hai đứa này đâu có biết cái gì đâu. Dạ. Ừ. Rồi vậy thôi con đi bà. Dạ giữ tiền đàng hoàng nha bà. Dạ. Tân ham kerja pian ya ni ari ma in box pa la chư pian. Ô pang spa ni mình là hôm sau. Quan. Spa bữa nay là mình tay sor bụt mình xô. Em không hiểu vậy. Dạ thì cũng dặn bà là gìn giữ tiền này cho tốt, ví dụ mua thuốc men rồi bất cứ nhu thiết yếu phẩm. Dạ để dành mua gạo hay luôn mua thuốc gì đó để lo cho anh nha. Rồi con cảm ơn bà nha. Dạ cất tiền đàng hoàng để mất á. Dạ rồi em cảm ơn con đi à, em đi nha anh. Dạ, ông bà cô chú các bạn. Dạ nhưng mà thấy nhận được tiền cũng vui cũng cười. Rồi em cảm ơn chị Cẩm Viên. Ai con cười hết hả? Dạ rồi dạ con đi.
Dạ ông bà cô chú các bạn ơi. Dạ. Dạ anh thích gì cô mua cho ảnh nha cô. Dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh hồi nãy mới vừa đi thăm trường hợp của bé Trang với anh đi xe lăn xong á, thì được chị giới thiệu thêm một cái trường hợp của chị này tên Thị Dơ, cũng sinh năm 1994 là cũng lớn hơn Linh một tuổi ông bà cô chú. Thì bị bệnh về thận rồi bệnh tim luôn hả chị? Dạ, bây giờ thì xin mời ông bà cô chú mình vô trong mình thăm chị với mình tìm hiểu hoàn cảnh của chị ha. Cái này là nhà của chị luôn hay sao chị? Nhà của bác, là mẹ chị. Chị lấy một chồng rồi, có đứa con. Đứa con biết nay nhiêu tuổi, em thấy cũng lớn lớn rồi á. Dạ. Ba. À, đứa con có chồng thì mất rồi. Dạ, là chồng mất rồi, giờ phải về ở nhờ nhà cha mẹ hả? Có đường lên không chị? Nè, mình lên lên đường này ha. Hồi đó là cũng mập mạp lắm, bệnh riết cái ốm vậy đó. Dạ. Rồi bụng suy thận, cái bụng nó bị ứ nước, hôm bữa bụng bự hơn vậy nào. Dạ. Cái rút tuần là đi rút 3 lần đúng không? Hiện tuần là tuần đi 3 lần. Dạ. Con đâu, đi học về chưa? Trời, ngày xưa đông cười đẹp cài lắm đó. Hồi lúc chưa bệnh là đẹp lắm, nói chung tự tự như mình vậy đó. Cái giờ cái nó nổi hột lên đó. Dạ. Rồi ở đây mình sinh sống, mà cha mẹ sinh sống bằng nghề gì, nuôi bò vậy hả chị? Cũng nuôi bò ở nhà, phụ cắt cỏ bò vậy đó. Dạ. Dạ. Mẹ rồi mình bệnh vậy là lâu chưa chị? Lâu rồi. Dạ, mấy năm rồi chị? Gần 3 năm. À, gần 3 năm rồi. Rồi mình có đi lên thành phố tiến trên rồi mình chữa trị không, hay là mình chỉ ở bệnh viện Lộc Ninh không à? Cũng đi chứ. Dạ. Mổ trên đó mà. Mổ ở trển hả? 75. Dạ. Mình mổ rồi mình nằm ở trển lâu không chị? Lâu, gần 2 tuần đó. Dạ. Ngồi đi chị, ngồi. Và bé năm, nghe nói là chị có bé trai là 3 tuổi luôn hả chị? Bé gái. Bé gái. Bé gái học lớp 3 rồi, là 9 tuổi rồi. Dạ, 9 tuổi học lớp 3. Dạ. Rồi giờ là đi học hả chị? Dạ. Ủa sao ngay thứ 7 đó, thứ 6 mà học buổi chiều hả ta? Dạ. Ủa không có hôm qua nọ đó đi học. Ủa ngay thứ 7 học cả ngày luôn hả? Thứ 6. Không, à thứ 6. Buổi chiều buổi sáng. Nè con nè, mà sáng em qua là không có con ở nhà đi học á, em chụp lại trong cái màn hình điện thoại á. Dạ. Rồi giờ chị thấy trong người như sao? Mệt á. Dạ. Mỗi tuần là mình phải đi tim cũ có đi chạy ha. Dạ. Có mỗi tuần là đi 3 lần. Dạ, một lần vậy mình tốn nhiều tiền không chị? Đúng chứ. Tháng 3 triệu lận. Dạ, một tháng là 3 triệu. 3 triệu là bảo hiểm nó trừ rồi đó. Không, dạ. Không, 2 triệu. 3 triệu là đang đi chạy thân á, ở Lộc Minh á. Dạ. Còn mỗi kia thì khác. Dạ, mỗi kia là mỗi chưa chị? Mỗi rồi hả? Mỗi rồi, rồi về mình thấy bệnh tình mình nó có phát, nó tiến triển đỡ hơn không? Cũng không. Dạ, rồi mình mỗi tốn nhiều tiền không chị? Tốn chứ. Dạ, khoảng bao nhiêu chị ha? Cái gì cũng mua hết. Dạ. Kèo bằng cái cài. Bữa đi mổ vậy hết khoảng bao nhiêu tiền đó? Hơn 20-30 triệu vậy đó. Dạ. Bữa đó được 30 đó. Dạ. Rồi chi phí mà mình chữa bệnh vậy là ở nhà mình lo hay là mình vay mình mượn chị? Mình mượn chứ. Dạ. Ở nhà sơ có được bên nhà sơ. À, nhà này là nhà sơ bên đạo họ tặng cho mình hay sao? Nhà này là người ta cắt cho hay sao? Nhà chắc người ta cũng cho mở rồi tiếng nhà bảo vô mở. Nhà này tư nó xây, nghe chị nói nè. Bữa đó nhà con ở nhà cụ đó, nó người ta lấy ruộng ở bên kia á. Người ta lấy ruộng này mình không làm cái gì hết. Nó à ruộng chắc người ta lại ruộng thì người ta mới cho thì mình làm nhà. À, là mình bán đất đó hả? Bán đất rồi đâu, người ta đâu bán đâu, bạn người ta lấy kìa, đổi hả? Công ty người ta lấy của công ty kiểu mình khai thác ở đó, dạ. Người ta thu lại á, người ta thu lại. Dạ. Rồi là bây giờ là mình chỉ có cái nhà này thôi chứ mình không có gì hết. Không có cái gì hết, có cái nhà này. À, là đổi được cái đất người ta thu, cái người ta đổi cho mình cái nhà mình ở. Dạ. Rồi cuộc sống ở đây là cô giờ là chị bệnh vậy thì cô làm nghề gì?
Đâu có làm nghề gì đâu, cứ làm sinh hoạt trong nhà, không làm cái gì hết. Dạ. Mục tiêu thì cũng có tiêu mà tiêu thức. Dạ. À, nếu như mà người ta làm mà tiêu là mình đi hái tiêu, tới mùa mình đi hái. Cái đó được có nắng gọn lắm. Dạ. Còn bình thường là mình cũng không có làm cái gì để kiếm theo thu nhập. Bò vậy lo cho bò ăn năm đàn con. Dạ. Với nuôi bò à. Cũng nuôi được mấy con bò á cô. Bò vậy bán có giá không cô? Trời ơi. Hồi đó thì có già thì con nó bé đó nó có 15 triệu. Dạ. Bây giờ nó còn 3 triệu, 4 triệu đó, đâu có bán đâu. Dạ, sao rẻ chứ sao? Dạ, là hồi xưa là mình nuôi bò đẻ con là bán cũng được 15 triệu nhưng mà bây giờ 3 4 triệu mai mua hết. Chưa có em á. Dạ. Bây giờ có 3 triệu á. Dạ. Tầm chục triệu con mà sao ai đâu mua rẻ vậy? Dạ. Hồi đó thôi lúc phát bệnh á là mua rẻ. À, là cái lúc mà chị phát bệnh là phát bệnh virus đây nè. À, dịch đó ha. Dịch đây. À, hả? Dạ. Là lúc đó là mua rẻ. Dạ. Bây giờ chắc nó cũng có giá lại. Cũng không luôn. Dạ. Thì giờ là nhà vốn liếng làm ăn là chỉ có trông vô mấy con bò thôi chứ không có làm gì tạo ra thu nhập. Dạ. Bán bò đực, bò đực, bò đèn. Dạ. Lúc đó thì dư làm nhà thì mình mua bò đực mình khỏi mượn người ta. Thôi ngồi đi, bò đi. Mình mua bò đực người ta thì mình nuôi mấy tháng à. Dạ. Nó bán lại mua cho ba mươi mấy triệu á. Dạ. Nó bán lại có ông về. 25. Là bé đi học về hả chị? 25. Dạ. Bán rồi. Dạ. Học ở trong nhà sơ, ở đây có nhà sơ cho học. Dạ. Bên Lộc Thạnh á. Mình học vậy là đâu có tốn tiền đâu phải không chị? Dạ. Là sơ lo hết cho mình. Dạ vậy cũng đỡ cái chi phí cho bé ăn học ha. Dạ. Lúc thì người ta cho sách cho. Dạ, người ta cho sách cho vở. Là con gái học lớp 3. Xin chào cô chú đi con. Dạ. Thấy lạ quá. Ở đây thấy đi vô đây, đường vô đây cũng xa ha, trong đây cũng vắng. Dạ. Từ đây mà ra cái chỗ hồi nãy em rước chị là 8 cây. Dạ. Đây là chào cô chủ đi, tại chị đi đường đầu xa chị em đi chút xíu. Dạ. Dạ. Chào cô chủ. Ba dạ. Rồi ma. Chắc cũng không có gặp, không có nói được nhiều với ngại phải không? Dạ, bữa nay thì em nghe anh nói với chị trong hội bất động sản này nè, cũng có nói về cái trường hợp của chị thì bệnh gì đó, gặp khó khăn như vậy thì em cũng ghé qua em thăm, em tìm hiểu hoàn cảnh của mình. Rồi cũng có quay video đăng lên thì cũng hy vọng là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị ha. Bây giờ thì em cũng xin thay mặt chú Thành ở bên Mỹ gửi cho mình 500.000 để chị lo thuốc thang. Ngoài ra chị Cẩm Duyên chị gửi cho Linh là 200 đô thì sáng có nhờ Linh là gửi cho bé Trang 100 đô với anh Xe Lăng 100 đô. Cô cũng có gửi tặng cho bé con của Linh thêm 50 đô thì Linh cũng thay mặt bé con của Linh, tại vì bé con của Linh giờ cũng không biết xài tiền thì sẽ trích trong cái số tiền mà cô tặng ra thêm 500 ngàn để gửi cho chị ha. Dạ. Rồi cái này thì mình cứ giữ để lo thuốc thang đi, hy vọng là mình chị cho nó khỏe lại, tại vì bệnh thận rồi bệnh tim đó chị. Dạ, cũng nhiều bệnh trong người. Dạ. Vậy em ghé em tìm hiểu hoàn cảnh của mình, vậy cũng biết sơ sơ về hoàn cảnh của mình này. Giờ em cũng xin phép về ha, tại vì đường về còn cũng hơi xa. Rồi em chúc chị là nhiều sức khỏe ha. Dạ. Em thấy ngồi nói chuyện mà cũng hơi mệt á, tại vì bị... Dạ. Dạ. Cái bụng nó bự nhiều lắm mà hút. Dạ, hút cái... Dạ, thì bữa nay em thấy nó cũng còn hơi to to. Không hết nổi. Dạ. Lâu lâu thầy dạy đây là người ta cho điều trị hút đó. Dạ. Thì mỗi lần vậy cũng tốn tiền lắm chị. Dạ. Tuần mà đi chạy thử ba lần thì 300. Dạ, lần 300. Dạ. Đi xa không chị cô? Dạ. Vậy có phương tiện đi không? Cái này là bố. Dạ. Dạ, nhà mình cũng được chiếc xe để chở đi. Dạ. Dạ. Rồi thôi em cảm ơn nha. Em xin phép gia đình mình em đi về. Dạ. Dạ, con chào cô. Chúc cô sức khỏe. Dạ chú, chú cho ngoài nuôi bò ra chú có làm thêm gì không chú? Có làm gì cháu, cứ quanh nhà trước cháu học hàng công ty, con nó mệt quá, phải chở con vừa cho cháu. Dạ, tại vì vừa để ở quanh quanh rồi có bệnh là chở đi hay không? Dạ, với mà chắc ông với bà cũng lớn tuổi thì cũng không làm được nặng. Đêm hôm còn nhờ 90 giờ đêm mình cũng chở nó đi.
Dạ. Nhiều. Dạ. Là chở đi ra tới ngoài xã. Chở xuống bè mình đi làm. Dạ. Dạ. Xong rồi chở con đi. Ông nó về trước tới đây. Không có làm gì được cháu. Dạ. Cứ quanh quanh này trong nhà không lo con với cháu không. Dạ. Mình miền ơi tội nghiệp. Dạ. Kêu ai đâu nó đêm hôm rồi đâu có ai đâu. Chưa hôm bữa hôm đó cái nhà này cất này một tuần rồi. Nhốt lại khóa cửa hết. Nhốt nó ở trong nhà. Dạ. Phải chở mẹ nó đi. Dạ. Thôi à, xong rồi bỏ dạ. Bà ở trong bệnh viện rồi bà chú phải chạy lại về ở với cháu. Dạ, là mẹ bị bệnh rồi xong rồi bỏ con ở nhà mình rồi. Dạ, cũng tội nghiệp bé. Trời ơi, phải nói chiều ở thì dần quá bé nha, người tị không được. Dạ, mà thấy bé nó cũng không có cởi mở, nhìn thấy người lạ cũng sợ nữa. Dạ. Dạ. Dạ, dạ thôi con xin phép ông bà con đi. Con đi nha, dạ. Dạ. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì bữa nay là Linh cũng xin cảm ơn chị Cẩm Duyên ở bên Mỹ là chị cũng gửi giúp cho bé Trang, gửi giúp cho anh Xe Lăng, rồi cũng gửi tặng một số tiền cho bé con của Linh đó. Nhưng mà Linh cũng xin phép chị là Linh sẽ dùng những cái số tiền mà chị giúp để đi giúp những người khác, tại vì bé con Linh cũng chưa biết xài tiền. Ông bà cô chú các bạn, thì ở đây trường hợp của chị Dơ thì cũng bị bệnh thận và bệnh tim nữa, thì gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn. Nghe là cô chú kể là được đổi đất thì đổi được có căn nhà, giờ cũng có căn nhà với nuôi bò thôi, cũng lớn tuổi rồi cũng không có làm nghề gì mà để tạo ra thu nhập. Chị thì bị bệnh vậy á, rồi thêm có con nhỏ nữa, nên là cô chú thì cũng lớn tuổi rồi, cuộc sống cũng rất là khó khăn. Thì bữa nay là Linh xin phép là chia sẻ cái video này lên để quý ông bà cô chú các bạn gần xa mình được biết. Bây giờ thì Linh cũng xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.